Bà thầu thông mi và trước là vang chất lại lý bị lòng đông bắc. Áo khăn người chú tới thích ra thì bọn bạp lô lô chú. Tràng tỏ cắt đong thông bạc cặp tỉ mỹ và dâu rảy bốc, rụt bốc trả thông tùm đến ngay ilimo tới thích ra xăm khớ thì bà đang chạy. Ô tô play hô tổng cửa xa lý, nắn hô bà lại lấy hết tôi thương bình lạnh. Mình cần nập lo khám mấy bình này lô lô chú. Thông hô người áo khăn tới thích ra này, tràng bình chạy, lo mông bụ. Thông bằng dễ, bởi vì thập hạ tâm mưu tổng tổ tư yên mô phía khớ thay làm pháp bình này gọi ra thầy xa ai. Bà răng lô lô nấn khá thầy làm tổng bà răng thật kỳ tỏa lưu viết bà Việt Nam. Đi tâm mưu nấn hà rạ tạng miếng. Cầm thông gọi bà răng hà nhì, bù lá, cống, la hồ, si la. Tùy thần nộ hà rạ vạ vợ, một nước lô lô phía nấn. Tỏ thì quốc gia Nam Chiếu tỏ tà lầm nắn tứ xuyên Trung Quốc tà lầm tốt cơ linh can còn nhô và đồn mai bạc bằng xa trầy mới chừng tha tà lầm tổng u rang tà lầm phạp bì nì rộ bà rang Việt Nam cầm thông rộ chạ rộ thì rộ bà rang tại xã ai tà lầm phạp bì nì bà rang bạc Việt Nam một nước lô lô chủ nắn tỏ bẻ ly vĩ dâu tây nùng mông dao. Bạn này nấn tha ca vơm pa rang ta kỳ chàng và đôn mai mừng thị Trung Quốc ta pa Việt Nam người lô lô là một nước lô lô nấn tha ta làm tùm pa rang ta kỳ thì ta làm pa bên này một lúc pa rang tại xã ai pa Việt Nam hô tha ta làm tùm bị trip việc cắt ray thông cột pa rang pa căn gia tha nấn ao căn ngôi chú gia tòa nấn tùm tật chặt bắt. Một nước lô lô chẳng hô parapa trừng tòa cá vông, lô lô hoa, thông mơ ngọ, tòa đế bảo ô rang, tòa ba huền mèo vàng, huền đồng văn nơi cành Hà Giang, tà lầm năn, lô lô trụ nấn, tòa ba tòa huền báo lạc, thông báo lâm, tòa ba nơi cành Cao Bằng, thông trệ ba rực bảo ô rang. Rụ parapa này, hai chạy nấn kỵ bạ tâm mơ, mơ ngọ ao khăn ngôi chú, tà thích cha rai thì khăn nhô. Mừng gia, một nước lô lô, nấn hồ áo khăn ngôi chú biệt trim phần dầu tôm bình ngô cài nấn ca vôm lô lô chủ tạ tất ca chạy áo khăn ngôi chú tất tất trai thông phần chủ cho tòa thông tôm bình ngô tạ tất biệt nấn rượu biệt bình trí thì tháp rang tỏ bát la vang chất là biệt kinh trớ trai tiểu thì mỹ va lô lô chủ cho tòa thông rượu ngã mô tân nước thông ron pháp bùi linh mo linh yêu thì tụ nên nâng rượu nấn các máy biển này ta làm play cuối con phụng kim phúc huyền bảo lặng nơi cành Cao Bằng chàng nấn tỏ mới nhiêm trí thật lá vị trí tụm mới ngơ vôm lô lô chủ vẫn đây thấy chàng hô thật nâng mới nhiêm giao các máy biển này lô lô chủ tụ nấu khăn ly cây chàng hô cha cả ao khăn ngôi chú hát chặn mới nhiêm phía khớ cây do dầu nần mừng thị tụ ta cổ tháp rút tuân tôm các máy bị này chàng hô âm mê hô chợ bắt to nấn mới nhiêm chi thật lá tôm bị rí bỏ tá mừng ao khăn ngôi chú thì các máy bị này lô lô nấn ao cắt tút phần chủ tòa tăng ngân chàng hô xì mừng thị và ra trun tăng ngân tòa black khăn vải ao bạn nã chàng prang bên nhé cây hoa tùm rắc khăn bài phổ bà lì cụ cả ân chàng nắn xì xe lô khăn bài ra lô phần tại trường tùm bóp biệt kinh trơ như cái hình này thì các bà các cụ thì bảo là mắt của con chim dâu thay bị ngủ ni nắn trơ mâm ta thì ăn nước chim thay bị ngủ ni dâu trơ a thơ proi nắn tùm cái da biệt chạy tập pia thông ra tiểu biển trai thì buồn phạm trai ao khăn ngôi chú ta thích cha rai nấn hạt chặt chế papa vợ muốn núi lô lô chủ mong bố cọc preka ta lâu kế thông uống rượu này preka rai tiểu chàng ngũ sa lít mình thật đậu pa lịch cụ thì giao ao khăn ngôi chú nên mong bố biệt muốn biết ca sa lô phản thông vì ngủ cầm thông nên rượu mâm rắc hạt tay thì cầm bay biển này đoạn tân mưa thì nên tọt đông bà tổng đánh ngay elimo thì tháp rang rất là vang trợ lại
Đông Bắc, áo khăn ngôi chú thì buồn bạc bản ni, chàng thọ khát đoan, nắp bạc cặp thông khôn nhu, chế bởi bốc rụt bộ trả thông tổng đến ngay y lý mô thất thất thê rai xam khớ tuyệt bà răng trầy, hạ chặt ốc lê hô rụt xanh lý. Tôi vắc tu, mình cần đập lọ, các mây huyền này lô lô chù, thông áo khăn ngôi chú thất thê rai ni, hạ rai mông lâm, chàng rít tạp bạc bạc vỡ tạm mơ tổng tạ thuyết y lý mô, tạ làm bạc bình ni cổ bà răng ở thầy xã ai. Và góp phần tô điểm vào bức tranh văn hóa của cộng đồng các dân tộc anh em.